Rồi, 18 năm một chiếc xe đã sử dụng, đó là đây nè, là chiếc Lexus LS460H, 460L chứ. Đây là phiên bản 5 chỗ phục cơ và đã được chủ bảo dưỡng thay thế những chi tiết mà hao mòn theo thời gian, đã thay hết rồi. Nên là xe này về anh em chỉ có chạy đi thôi. Thì về nội thất nó còn rất là liền lạc. Nội thất liền lạc lắm anh em. Đó, ghế chỉnh điện, màn hình, các kiểu hộp số tự động. Nó đúng cái chất xe của Lexus ha, đúng chất luôn. Thì ghế là được chủ bọc lại đây, ghế da bọc lại đây ha. Đây, đúng cái dòng, đúng cái chất. Thì 206 mà chủ sở hữu cái chiếc xe này thì phải nói là đại gia đó, chứ không phải giỡn đâu. 18 năm trời một dòng xe, anh em nhìn không, cái độ liên lạc của nó vẫn còn y chang y nguyên luôn, form rất là đẹp. Có một điều anh em có thể cảm nhận được, nếu mà một chiếc Lexus và một chiếc Mercedes mà từ 2006 đến giờ thì chắc chắn là nhìn nó đã lỗ thời, nhưng mà Lexus thì không, Mercedes thì chắc chắn là lỗ thời. Những Lexus nó có cái ngôn ngữ thiết kế của Toyota, của dòng nhà Lexus, là nó là cái thiết kế nó cổ điển, cũng như là nó chậm thay đổi mà nó bền theo thời gian. Anh em nhìn không, nội thất rồi này nọ của xe nó cực kỳ đẹp, sang trọng và đẳng cấp. Anh em coi nội thất. Thì xe này đấu khối động cơ 4.6 V8 cho công suất hơn 300 mã thì nó còn gì bằng nữa. Và đặc biệt anh em hãy ủng hộ kênh Cho Tình bằng nút like, subscribe và rung chuông nha. Chớ 12 giờ nắng mà bên Tình quay review một chiếc xe cho anh em, nó nặng lắm anh em ơi. Coi giờ khối động cơ nó đi. Khối động cơ V8 4.6 Lexus thiết kế rất là kín, thiết kế rất là kín để cho anh em sử dụng. Xe thì bao kiểm tra các kiểu cho anh em ha, mình chỉ muốn lấy và đi thôi. Còn giá thì hãy liên hệ với bên Tình qua số điện thoại của Tình là 0962863939, và cũng đừng quên đăng ký kênh bằng nút like, subscribe và rung chuông để ủng hộ cho Tình nha. Thôi, chưa nắng rồi, Tình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Xin chào anh em.